Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Duyên sẽ dẫn các bạn đến trực tiếp một gara nội thất ô tô có địa chỉ tại phố Nguyễn Văn Lộc, Hà Nội. Và ngày hôm nay chúng ta rất vui được gặp mấy anh là chủ gara ô tô, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với anh nhé. Trước khi bắt đầu video thì hãy ủng hộ Kỳ Duyên và trường dạy nghề Thanh Xuân bằng một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để lan tỏa video này đến nhiều người biết hơn nữa. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Có thể giới thiệu một chút về mình ạ? Giới thiệu em, anh là anh Nguyễn Quang Huy, giám đốc công ty cổ phần phát triển công nghệ nội thất ô tô Hà Nội, có cái thương hiệu độ xe hay.vn. Dạ vâng, anh Huy đúng ạ. Vâng. Anh Huy thân mến rằng là hiện nay thì em rất là vui khi có mặt tại cơ sở của mình. Em đánh giá là cơ sở của mình rất là khang trang. Thì anh có thể chia sẻ về cái gara của mình đã thành lập được lâu chưa? Cái gara của bên anh ấy thì nói đúng nghĩa là trung tâm. Vâng. Trung tâm độ xe hay thì thành lập được tròn 2 năm rồi. Dạ vâng. Thì cũng được các học viên, các cái học sinh, sinh viên ở trường dạy nghề Thanh Xuân cũng đã ra đây làm việc rồi, một được tầm được khoảng 3 túp thợ. Mình gara của mình là chuyên về mảng nội thất đúng không anh? Đúng rồi, bên anh chuyên về nội thất ô tô gồm các thương hiệu như em nhìn thấy đây. Rất là nhiều những thương hiệu nổi tiếng đúng không ạ? Nổi tiếng như Gotex, Ztech, Vietmap, IK và rất nhiều cái thương hiệu khác. Thì hiện nay thì với cái mục đích của các bạn trẻ hiện nay thì có rất nhiều các bạn trẻ quan tâm đến ngành nghề nội thất nói chung, nói riêng và cái mảng sửa chữa ô tô nói chung. Thì là một người đã làm rất là lâu năm trong lĩnh vực nội thất ô tô và sửa chữa ô tô nói chung, thì anh có thể chia sẻ về cái tiềm năng công việc của thợ sửa chữa ô tô, đặc biệt là thợ nội thất ạ. Rồi, thật ra cái ngành nghề nội thất ô tô ấy, rất nhiều doanh nghiệp rất cần cái nhân sự. Nhân sự, nhất là nhân sự tay nghề cao. Bản thân thì với cái ngành này thì cái dư địa nó còn rộng lắm. Mà rất nhiều các hãng, bản thân các hãng như Vietmap, IK, Ztech cũng đều cần cái nhân sự chất lượng. Nên cái việc mà đào tạo đầu ra như ở trường Thanh Xuân ấy, thì các bạn ấy đến đây làm việc ấy, thì thường thường với cái tay nghề cao ấy, thì thu nhập các bạn ấy hoàn toàn ở cái mức từ 7-8 triệu ở mức trung bình cho đến 15-20 triệu đến 25 triệu ở mức cấp cao, bậc cao. Tùy theo cái khả năng. Tùy theo khả năng, năng lực của mình. Đúng không? Một cái người đã làm trong lĩnh vực nội thất ô tô và đã làm chủ rồi thì có rất nhiều các bạn trẻ, các học viên của dạy nghề Thanh Xuân cũng như các bạn trẻ đang tham gia cái ngành nghề ô tô, và các bạn cũng định hướng rằng là sau khi học xong nghề thì cũng mong muốn là có cho mình một cái cửa hàng nho nhỏ. Đúng rồi. Thì là một người đã làm có kinh nghiệm lâu năm thì anh có thể chia sẻ là để mở được một cái gara sửa chữa ô tô hoặc là cái gara về trung tâm nội thất ô tô thì cần có những yếu tố gì ạ? Đúng rồi. Hoặc là ngoài cái khả năng, kỹ năng tay nghề ra thì mình cần thêm những cái kinh nghiệm hay kiến thức gì ngoài, và cái khoản chi phí để mở ra một cái trung tâm nho nhỏ khoảng là bao nhiêu ạ? Thì các bạn ấy ngoài cái tay nghề có thì các bạn phải có kỹ năng quản lý và phải xây dựng cái chiến lược cho cái cửa hàng của mình, cái trung tâm của mình. Nó tùy theo cái mức độ tài chính, thì cái mức độ tài chính nó quyết định vấn đề quy mô của cửa hàng. Vấn đề nữa là đối với các bạn thợ mà nâng cấp lên làm chủ một cửa hàng ấy, thì cần điều đầu tiên ấy là phải có một cái tay nghề và đội ngũ nhân viên bên dưới. Cái thứ hai nữa là khả năng set up cái cửa hàng đấy, cái trung tâm đấy nó thật cơ bản đầy đủ. Cái thứ ba nữa là phải có cái công tác truyền thông marketing. Thứ tư nữa là phải có nguồn tài chính. Nó phải phụ thuộc vào cái quy mô của mình, của cái cửa hàng. Nhưng mà nếu như mà để đánh giá mở được một cái trung tâm nội thất tối thiểu đúng không ạ? Cái chi phí tối thiểu nó khoảng tầm bao nhiêu? Thì các bạn trẻ quan tâm đến cái mức con số thì anh có thể là gợi ý cho các bạn được không ạ? Thật ra đối với một trung tâm nhỏ như các bạn mới mở thì nó rơi vào tầm 300 đến 1 tỷ. Nó tùy thuộc vào cái lượng hàng. Còn setup một cửa hàng thì với quy mô nó ở trung mức trung bình thì nó rơi vào 300 đến 1 tỷ thôi. Đấy. Anh ơi, anh có thể chia sẻ một chút rằng là em đến gara của mình, em đến trung tâm của mình thì em thấy là có rất là đông các bạn kỹ thuật viên. Đúng rồi. Thì để cái đầu vào tuyển dụng của anh thì anh cần là một người chủ của cái trung tâm nội thất thì anh yêu cầu cái đầu vào như thế nào để quản lý cái nhân sự của mình? Cái đầu vào về nhân sự ở độ xe hay bên anh ấy thì điều đầu tiên ấy là anh nhìn con người theo một cái chiều hướng. Thứ nhất là các bạn sinh viên mới ra trường ấy thì bạn anh đánh giá về cái thái độ
Dạ. Điều đầu tiên cái thái độ và cái đạo đức. Dạ, vâng. Và cái sự lễ phép. Dạ. Nó quyết định đầu tiên, rồi đến cái năng lực, rồi quá trình đào tạo học hỏi, rồi giao lưu với các thợ phụ và thợ chính. Dạ. Để nâng cao tay nghề thì anh nghĩ cái yếu tố mà quan trọng nhất chính là vấn đề là cái thái độ làm việc nó quyết định hơn trình độ. Dạ. Bởi vì cái đấy nó liên quan đến cái đạo đức nghề nghiệp. Dạ, vâng. Đấy anh rất quan trọng cái đấy. Đúng, không? Đúng rồi. Trình độ thì trong quá trình làm việc mình có thể trau dồi thêm, đúng không? Đúng mà rồi. Cái ý thức, cái tính cách con người và đúng rồi. Cái sự ham học hỏi nó vẫn là cái yếu tố tiên quyết, đúng không? Rồi. Vâng. Anh hiện nay thì em thấy là trong cái đội ngũ kỹ thuật viên của anh thì có khá nhiều học viên đã tốt nghiệp của trường dạy nghề Thanh Xuân ra. Đúng rồi. Thì là một người làm chủ đã tuyển dụng và phỏng vấn trao đổi trực tiếp cũng như làm việc với các bạn, thì anh có thể đánh giá như thế nào về cái khả năng tiếp thu tay nghề của các bạn học viên? Thường thường ấy, các học viên trường Thanh Xuân ra đây gặp bạn anh ấy, bạn anh đều hỏi có hai hướng. Dạ. Thì hướng thứ nhất là cũng phải hỏi xem cái định hướng các bạn ấy học để làm gì. Dạ. Nếu có những người học để nâng cao tay nghề, có những người học để sau này làm chủ. Vâng. Nâng cao tay nghề thì thứ nhất là người ta sẽ đi làm thuê để được cái mức lương thu nhập nó cao. Dạ, đúng. Còn những người làm chủ thì người ta sẽ phải học cả quản lý. Thì cái việc mà cái đầu ra ở trường Thanh Xuân ấy thì đa số những cái top thợ, ba cái top thợ đến chỗ anh làm ấy thì họ đều có cái tính rụt rè và nó chưa ý thức được cái vấn đề rõ ràng đấy về cái định hướng của bạn ấy dành cho công việc này. Và cái nữa là anh nghĩ cái trường nên đào tạo theo cái hướng là mở rộng. Thứ nhất là phân loại các cái học sinh theo cái hướng là học sinh học nghề để thành giỏi nghề để tăng thu nhập, hay là học sinh vừa học nghề giỏi nghề để làm mở cửa hàng để quản lý. Dạ. Còn nhiều hạn chế và còn nhiều hạn chế. Mình học của trường là một chuyện, nhưng mà ra ngoài mình còn phải va vấp học đúng tập rồi. Rất là nhiều, đúng không ạ? Đúng rồi. Và hiện nay thì có rất nhiều các bạn trẻ đang quan tâm đến ngành nghề này và cũng không biết được rằng là liệu bản thân mình có phù hợp với ngành nghề này, ô tô và nghề nội thất ô tô hay không. Thì anh có thể có một cái lời khuyên gì định hướng cho các bạn khi mà các bạn đang quan tâm đến ngành nghề này? Đúng rồi. Đấy như anh nói, cái điều đầu tiên ấy, các bạn ấy cần phải, nhà trường cũng cần đưa ra cái định hướng là liên kết với các trung tâm độ xe lớn hoặc là các cái hãng lớn để gửi người vào đấy để đào tạo. Thì lưng cái thời gian cái đào tạo thực tế ngoài tại các trung tâm ấy nó nhiều hơn. Và đặc biệt nữa là các bạn ấy phải có cái xây dựng cho các bạn ấy khi cái giáo trình định hướng cả cái vấn đề là học việc và xây dựng nghề nghiệp để mở cửa hàng thì cần theo những cái yếu tố gì, và học nghề thì cần phải theo những cái gì. Và đặc biệt nữa là đánh giá cao nhất ấy, là nhà trường cần phải dạy thứ nhất là cái đạo đức nghề nghiệp và hai là cái thái độ nghề nghiệp. Nó quyết định cái đấy quyết định hoàn toàn bởi vì nó liên quan niềm tin khách hàng đối với cả các trung tâm cũng như con người làm. Đấy. Vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn những lời chia sẻ rất là tích cực của anh. Xin chào các bạn, hiện tại thì chị Duyên đang đứng cạnh một bạn sinh viên rất là trẻ đang là thợ nội thất của độ xe hay, có địa chỉ tại phố Văn Lộc ở ngay Hà Nội thôi. Thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với các bạn nhé. Em có thể giới thiệu đôi chút về mình nhỉ? Em tên là gì và năm nay mình bao nhiêu tuổi? Em tên là Dương, năm nay em 22 tuổi. Dương quê ở đâu em? Em quê Bắc Ninh. Bắc Ninh à? Em đã vào độ xe hay này làm việc được lâu chưa? Em vào đây làm được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Thì cơ duyên nào dẫn em đến ngành nghề nội thất mà không phải là một ngành nghề khác? Em thật ra là em thấy nghề ô tô này là về sau sẽ phát triển, mình muốn theo nghề này. Mình mới đi theo nghề này đúng không? Vâng. Em vào đây làm việc thì em đánh giá như thế nào với cái công việc ở hiện tại? Công việc nội thất ấy, em có thấy gặp khó khăn gì hay không? Và cái nguồn thu nhập ở đây thì như thế nào? Em có thể chia sẻ. Dạ, chị, thưa chị là cái về nghề nội thất này thì nó có nhiều cái hơi khó, mình cũng chưa biết làm được nên là mình phải học nhiều đúng không? Vâng. Ở đây thì em thấy là cái công việc ở đây có nhiều không, tức là em đánh giá về cái lượng công việc của thợ nội thất ô tô. Vâng. Thì nó có tiềm năng và có nhiều việc không, có bị cái thời gian trống của mình có bị nhiều hay không? Công việc ở đây thì công việc trống thì rất ít. Rất là nhiều việc đúng không? Vâng. Thì thợ mà các thợ đến đây thì thường là mình làm về cái dịch vụ gì ấy?
làm về dọn nội thất ô tô, rồi độ đèn, độ màn hình, cam hành trình, cam lùi, cái thứ nó không đủ hết. Em có thể chia sẻ cho các bạn là em đã học tập ở đâu ra trước khi em vào làm ngành nghề nội thất này? Em học ở trường dạy nghề Thanh Xuân. Học ở trường dạy nghề Thanh Xuân ra đúng không? Sau đó là em vào đây làm luôn. Hiện tại thì em có thể chia sẻ cái mức lương của em cho các bạn biết được không? Hiện nay rất nhiều các bạn trẻ đang quan tâm đến mức lương của nghề nội thất ô tô. Chị mức lương em hiện tại là 12 triệu. 12 triệu đúng không? Đó. Thì hiện nay thì em thấy là cái mức lương 12 triệu này thì em có hài lòng với cái mức lương này không? Và có mong muốn như thế nào về cái nguồn thu nhập của mình? Với em bây giờ thì mình với em hiện tại là mức lương đấy là em thấy đang ổn. Ổn đúng không? Đáp ứng được. Vâng. Mình là ở đây là mình ăn ở sinh hoạt luôn tại đây hay là như nào? Vâng, em ăn ở sinh hoạt luôn tại đây trên tầng 3. Hoạt luôn tại đây ở trên tầng 3 luôn, rất là tiện đúng không? Dương có thể chia sẻ rằng là khi mình học ở trường ấy thì thường là mình được thực hành trên các dòng xe, thường là các dòng xe cũ đúng không? Vâng. Đó, chứ rất ít mà các trường mà có những cái dòng xe sang để mình có thể thực hành. Thì khi mà mình đi làm mình chỉ gặp toàn những dòng xe sang xịn mịn như thế này thôi. Thì không biết là Dương có gặp khó khăn gì hay không? Mới đầu thì em cũng hơi bỡ ngỡ, phải mất tầm mấy tháng để bắt nhịp. Bắt nhịp được vâng, đúng không? Vâng. Em có thể chia sẻ là với cái kiến thức mà được đào tạo tại trường thì khi đi ra làm thì nó có bị xa với cái chương trình ở ngoài không hay nó sát thực tế nhỉ? Dạ vâng, nó cũng không xa mà nó rất sát với thực tế. Rất sát với thực tế đúng không? Là một người đã học nghề nội thất sau đó đi làm đúng với cái chuyên ngành của mình luôn thì em có thấy là em đánh giá so với những bạn nào mà chúng ta chưa đi học nghề mà đi làm luôn thì em có thấy là hai cái trường hợp này nó khác nhau như thế nào không? Những người đi học từ trường ra thì nó cũng phải hơn. Mình cũng biết mình có kiến thức nền rồi. Mình có kiến thức nền thì nó sẽ hơn những người chưa học cái gì. Dương có thể chia sẻ về cái dự định cho tương lai của em sau khi mình đang làm việc về ngành nghề nội thất này hay không? Em có mong muốn là mình có một cái trung tâm độ xe như thế này không nhỉ? Thưa chị, là nhà gia đình em cũng có một cái gara ở nhà rồi. Em muốn ra ngoài để mình có góc mình trưởng thành hơn, mình biết nhiều hơn, nhiều việc hơn. Mình làm cho chắc tay. Lúc đầu thì Dương có chia sẻ là Dương đã làm đây 3 năm rồi. Vâng. Thì cái số thời gian Dương dự định học thêm khoảng bao lâu nữa thì mình sẽ về mình mở cửa hàng ở quê nhỉ? Em tại em nghĩ là tầm 2 năm nữa. Là mình có thể cứng đúng không? 1-2 năm nữa là mình có thể cứng để về đứng chủ ở gia đình rồi. Vâng. Rồi cảm ơn Dương rất là nhiều nhá. Chúc Dương sẽ làm việc thật tốt ở đây nhá. Vâng. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Vâng. Qua cuộc trò chuyện rất thú vị với anh Huy, chủ trung tâm độ xe hay.vn và các bạn học viên của trường dạy nghề Thanh Xuân thì chắc chắn là các bạn đã hiểu được rằng dù bạn muốn làm chủ hay muốn làm thợ nội thất ô tô thì các bạn cần phải xác định rõ mục tiêu và mong muốn của bản thân mình để lên phương án kế hoạch học tập cho phù hợp trước khi bắt đầu với ngành nghề nội thất ô tô. Tại trường dạy nghề Thanh Xuân luôn tuyển sinh và đào tạo liên tục ngành nghề nội thất ô tô với thời gian dao động chỉ từ 4 đến 6 tháng thôi. Vì vậy nếu như bạn đang quan tâm muốn tìm hiểu ngành nghề này, hãy liên hệ đến hotline 0961 677 991 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết. Trước khi kết thúc video thì đừng quên ủng hộ Kỳ Duyên và trường dạy nghề Thanh Xuân bằng một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này nhé. Kỳ Duyên, trường dạy nghề Thanh Xuân xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.